Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3351 cảm ơn bác sĩ Đường nhiều Cuối cùng Đường Tuấn cũng không làm thêm cái gì nữa Dẫn theo A Bảo đi về phía bên ngoài của khe phong ma Anh chuẩn bị mượn cơ hội tiêu diệt toàn bộ đám ma thần kia Bên ngoài khe phong ma Có hai đội ngũ diệt ma đang đứng đó Đúng là hai người tướng quân phong và cổ linh vương Hai người đều có chút mỏi mệt Hiển nhiên là tới đây rất gấp Cái gì, bác sĩ đường đã chết. Nghe mấy người viêm lang thần quân báo cáo, cổ linh vương và tướng quân phong đều trở nên ngơ ngẩn. Trên khuôn mặt của mấy người viêm lang thần quân là vẻ mặt đau đớn kịch liệt, nói bác sĩ đường vì yểm hộ cho chúng ta, đã bị huyết thương khung giết chết. Nghe được cái tên huyết thương khung này, sắc mặt của tướng quân phong và cổ linh vương đều biến đổi. Cổ linh vương thở dài nói, đều là do tôi sai chuyện này vốn là không nên để cho bác sĩ đường tham dự vào tướng quân phong cũng rất tự trách mấy người viêm lang thần quân thấy thế trong lòng hơi ổn định lại chỉ cần đường tuấn đã chết vậy chuyện này sẽ xem là kết thúc nhưng vào lúc này bỗng nhiên có người hô lên đó là bác sĩ đường tuấn phải không tinh thần của cổ linh vương và tướng quân phong chấn động vội vàng nhìn về phía chỗ kia quả nhiên ở trong tầm mắt của bọn họ một người một cho đang đi về phía bọn họ đúng là đường tuấn và a bảo bác sĩ đường cổ linh vương và tướng quân phong vội vàng tiến lên xong rồi còn mấy người viêm lang thần quân lại mang vẻ mặt như cha chết mẹ chết bọn họ đã chuẩn bị tốt cho cái chết rồi bác sĩ đường chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy đám người viêm lang bọn họ nói cậu đã bị huyết thương khung giết chết rồi tướng quân phong nhíu mày hỏi vào thời điểm mấy người Viêm Lang thần quân chuẩn bị chủ động thẳng thắn thừa nhận, thanh âm ôn hòa của Đường Tuấn vang lên, tôi may mắn thoát được một mạng. Viêm Lang thần quân, mấy người không sao cả là tốt rồi. Mấy người Viêm Lang thần quân ngơ ngẩn, nghe giọng điệu này của Đường Tuấn, dường như là không muốn truy cứu việc bọn họ phản bội. Những chuyện xảy ra ở trong khe phong ma, hy vọng mấy người lấy đó làm tấm gương. Chỉ một lần này thôi, không có lần sau. Thanh âm Đường Tuấn cũng đồng thời vang lên ở trong đầu của mấy người Viêm Lang Thần Quân. Đám người Viêm Lang Thần Quân ngay lập tức hiểu được, cảm kích mà nói cảm ơn bác sĩ Đường nhiều. Nếu như Đường Tuấn nói ra chân tướng, đám người Cổ Linh Vương vốn dĩ sẽ không hoài nghi. Vậy thứ mà bọn họ chắc chắn phải đối mặt chính là cái chết. Nếu bác sĩ Đường không có việc gì, vậy không còn gì tốt hơn được nữa. Tướng quân phong thở dài, nói, không ngờ được người của cổ ma tộc lại lựa chọn khe phong ma, là chúng ta đã thất sách. Bọn tôi đã thông báo cho những đội ngũ tướng quân diệt ma khác, chuẩn bị đối tiến hành bao vây diệt trừ những ma thần. Đường Tuấn khẽ gật đầu, đại ma thần bị 12 cỗ thi thể làm cho bị thương nặng, hiện tại thật sự là một cơ hội tốt để đuổi giết. Nếu có thể tiêu diệt một vị đại ma thần, vậy thì sẽ mang lại sự trợ giúp rất lớn đối với thế cục của chiến trường kỷ nguyên. Vào thời điểm Cổ Linh Vương và tướng quân Phong cùng rời đi, Đường Tuấn đã về tới đội quân diệt ma. Chương 3352 Thiếu tướng quân. Cùng ngày hôm đó, đã có tin tức truyền đến. Đại ma thần chạy ra từ khe Phong Ma bị tướng quân Mạnh Tinh Hà làm cho bị thương nặng. Tướng quân Mạnh Tinh Hà vô địch. Ngày hôm nay quả thực khiến cho đội quân diệt ma vừa kinh ngạc vừa vui sướng, không phải là bởi vì bác sĩ kiếm quân sư Đường Tuấn còn sống mà là vì mạnh tinh hà có thể khiến cho đại ma thần bị thương nặng. Đường Tuấn cũng vào lúc này mới biết được vị tướng quân thứ ba trong đội quân diệt ma tên là Mạnh Tinh Hà. Thế nhưng những người thuộc trước top 10 trong bảng thần quân Anh đều có ấn tượng sâu sắc, lại chưa từng nghe qua tên của Mạnh Tinh Hà. Đinh đinh đinh! Tiếng chuông trầm thấp hữu lực vang lên ở trong không gian của đội quân diệt ma. Đây là lệnh triệu tập toàn bộ quân lính khẩn cấp. Nhưng binh sĩ không có chức vị trong đội quân diệt ma thì đứng ở bên ngoài điện nghị sự, mà những tướng lĩnh có chức vụ không thấp trong đội quân diệt mà thì nhanh chóng đi vào trong đại điện nghị sự. Đường Tuấn thân là bác sĩ kiêm chỉ đạo viên, tất nhiên có tư cách đi vào trong đại điện. Thế nhưng anh lại bị ngắn cản lại ở bên ngoài đại điện. Đường Tuấn nhíu mày, nói tôi là bác sĩ kiêm chỉ đạo viên của đội quân diệt ma, hẳn là có thể vào rồi chứ. Anh còn đưa ra lệnh bài. Nhưng những người bảo vệ ở cửa lại giống như không nhận ra vậy, nói thiếu tướng quân đã hạ lệnh, không cho phép anh đi vào. Thiếu tướng quân. Đường Tuấn trầm ngâm, cái tên thiếu tướng quân này không phải là con trai của Mạnh Tinh Hà đây chứ? Chỉ là anh không nhớ nổi bản thân và đối phương có xung đột gì đáng nói, khiến cho đối phương lại nhầm vào bản thân như thế. Trong đại điện nghị sự, Cổ Linh Vương, tướng quân phong ngồi ở trên địa vị cao. Nhưng lúc này hai người lại chỉ đứng ở một bên làm nền cho người ngồi ở giữa ở bên trên vị trí cao nhất một người đàn ông trung niên thoạt nhìn khá bình thường đang ngồi dáng người của ông ta không được xem là cường tráng khuôn mặt cũng không có những đặc thù rõ ràng nhưng lúc này tầm mắt mọi người đều tập trung về phía ông ta trong đại điện nghị sự có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi xuống đất người này chính là mạnh tinh hà nhìn tình hình cổ linh vương và tướng quân phong đều có chút kiêng kỵ đối với ông ta Cổ Linh Vương, Phong Vô Tâm, hai người các người bây giờ bị làm sao vậy? Vậy mà lại để cho một tên nhóc miệng còn hôi mùi sữa đảm nhận vị trí chỉ đạo của đội quân diệt ma. Cổ Linh Vương và tướng quân Phong rõ ràng hơi ngẩn ra một chút, không ngờ tới câu đầu tiên mà Mạnh Tinh Hà nói vậy mà lại về chuyện này. Cổ Linh Vương nói, Mạnh tướng quân, Đường Tuấn đảm nhiệm vị trí quân y chỉ đạo, tôi và tướng quân Phong đã từng bàn bạc với nhau rồi. Chúng tôi nhất trí cho rằng Đường Tuấn càng thích hợp làm quân y chỉ đạo cho đội quân diệt ma hơn so với Viên Lâu Lan. Tướng quân Phong cũng nói, "Mạnh tướng quân, có thể là do ông vẫn luôn sống ở chiến trường kỳ nguyên, cho nên không hiểu biết nhiều với cậu ấy. Nhưng tôi có thể bảo đảm y thuật của cậu ấy mạnh mẽ hơn so với Viên Lâu Lan, thậm chí còn không phân thắng bại với bác sĩ Tô." Chương 3353 tôi đồng ý. Sắc mặt của Tướng quân Phong và Cổ Linh Vương đều trở nên trầm xuống nói tôi không đồng ý tuy rằng thời gian mà đường tuấn đảm nhận vị trí quân y chỉ đạo trong đội quân diệt ma không dài nhưng thành quả đã rất rõ ràng hai người sớm đã xem đường tuấn như một quân y chỉ đạo được chọn sẵn cho nên vào thời điểm đường tuấn gặp phải nguy hiểm hai người mới đuổi qua đó trước tướng quân phong lạnh lùng mà nhìn mạnh tinh hà nói mạnh tướng quân nếu là bởi vì chu tước thần quân tôi cảm thấy quyết định này của ông quá mức kích động rồi Cổ Linh Vương cũng nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt trở nên không tốt. Dường như từ sau khi Mạnh Tinh Hà tiến bước vào cảnh giới Thần Quân, thì vẫn luôn xông pha ở trên chiến trường kỳ nguyên. Mà khi đó Chu Tước Thần Quân mới vừa quật khởi không được bao lâu, như một lẽ tất nhiên, Mạnh Tinh Hà bèn đi khiêu chiến với Chu Tước Thần Quân. Từ khi đó cho đến bây giờ, số lần khiêu chiến cũng phải lên tới con số hàng trăm, thực lực của hai người đều càng ngày càng mạnh mẽ nhưng Mạnh Tinh Hà lại chưa từng chiến thắng một lần nào. Vì thế, Mạnh Tinh Hà thậm chí có lập ra một lời thề. Nếu không đánh bại được Chu Tước Thần Quân, ông ta sẽ không bước lên bảng Thần Quân. Bởi vì chỉ cần bước lên bảng Thần Quân, nhất định là ông ta sẽ ở bên dưới Chu Tước Thần Quân. Mạnh Tinh Hà còn chưa nói điều gì, một thanh niên đã đứng ra, nói, hai vị tướng quân, lời này của hai người có chút quá đáng rồi. Cha nuôi của tôi là ai cứ chứ? là một đại tướng quân diệt ma, lần này lại còn làm đó một vị đại ma thần của cổ ma tộc bị thương nặng nề, lập ra công lao quá lớn. Ông ấy cũng chỉ là muốn đổi một quân y chỉ đạo mà thôi, chuyện nhỏ đến như thế hai người cũng phải phản đối. Có phải đã quá không đặt cha nuôi của tôi vào trong mắt rồi hay không? Lời mà thiếu tướng quân nói ra quả không sai, mạnh tướng quân cũng chỉ là muốn đổi một quân y chỉ đạo mà thôi, việc nhỏ cỡ như này, chẳng lẽ hai vị tướng quân đều không cho ông ấy mặt mũi được hay sao? Hừ, mạnh tướng quân lần này có thể khiến cho đại ma thần bị thương nặng, tôi thấy lần sau lúc tái chiến với Chu Tước thần quân, nhất định có thể đánh bại ông ta. Trong đại điện nghị sự có tập trung không ít những thủ hạ trung thành và tận tâm của Mạnh Tinh Hà, nghe được lời nói của người thanh niên kia, bọn họ ngay lập tức nói phụ họa. Cổ Linh Vương và tướng quân Phong liếc mắt nhìn nhau, đứng lên, nói, "Mạnh tướng quân, tác chiến với cổ ma tộc là nghĩa vụ của chúng tôi." Ông quả thực có công lao rất lớn nhưng đây cũng không có nghĩa là ông có tư cách đổi bác sĩ đường đi. Tóm lại chuyện này, hai người chúng tôi không đồng ý. Trong Đại Điện cũng không có ít tướng lĩnh ủng hộ hai người. Trong lúc nhất thời, Đại Điện cũng trở nên ẩm ý. Thanh niên chờ đợi một hồi, mới cười nói, nếu hai vị tướng quân không đồng ý, vậy nếu không thì như thế này đi. Không phải là hai người nói y thuật của anh ta cao minh hay sao, vậy bây giờ chúng tôi sẽ dẫn anh ta tiến vào chiến trường kỷ nguyên nếu như năng lực của anh ta thực sự xuất chúng có tác dụng lớn đối với quân đội diệt ma của chúng ta vậy thì có thể ở lại giữa điện an tĩnh trở lại cổ linh vương cùng tướng quân phong đang do dự ở trong mắt của hai người bọn họ thực lực của đường tuấn chỉ có thể xem là không tồi giống đông cực lão tổ chi lưu vậy quá an nhàn rất ít trải qua những chém giết ở trên chiến trường kỷ nguyên không được coi là cao thủ cho nên cho dù đường tuấn vượt biên giết chết đông cực lão tổ Bọn họ cũng chỉ là có chút giật mình mà thôi. Nếu như thực sự tiến vào một nơi hung hiểm như chiến trường kỳ nguyên mà nói, bọn họ rất lo lắng cho sự an toàn của Đường Tuấn. Tôi đồng ý. Đang lúc Cổ Linh Vương và tướng quân Phong còn đang do dự, một giọng nói vang lên ở bên ngoài đại điện. Đường Tuấn cất bước đi đến, phía sau còn có mấy sĩ binh của đội quân diệt ma đi theo muốn ngăn cản anh vào bên trong. Nam thanh niên nhìn thoáng qua Đường Tuấn, khẽ cười nói, anh chính là Đường Tuấn. Dũng khí không tồi. Chương 3354 Cung Hỗn Nguyên. Mạnh Tinh Hà chỉ liếc mắt một cái, đã không muốn nhìn thêm cái nào nữa. Đối thủ của ông ta là Chu Tước Thần Quân, còn về Đường Tuấn vẫn chưa đủ tư cách đâu. Bác sĩ Đường, cậu đừng có xúc động, Cổ Linh Vương vội vàng khuyên nhủ. Người mà chưa từng bước vào chiến trường ký nguyên, vốn dĩ không có cách nào tưởng tượng được đến độ hỗn loạn của nơi đó đó là một chiến trường giết chóc chân chính. Thế lực của Mạnh Tinh Hà ở trong chiến trường kỷ nguyên không hề nhỏ, đường tuấn thế đơn lực cô, rất dễ dàng bị người khác tính kế. Tôi không xúc động. Ánh mắt của đường tuấn hơi nghiêm lại. Hai người đạo nhất thần tử và Ngao Vấn Thiên đều dám tiến vào chiến trường kỷ nguyên, có cái gì mà anh không dám cơ chứ? Anh có căn nguyên chi lực, lại có đan hoàn thần bí trong thân thể, những người ở trong cảnh giới thần quân muốn giết chết được anh cũng không có mấy ai bộp bộp bộp. Nam thanh niên vỗ vỗ bàn tay, cười nhìn về phía đường Tuấn, nói, mạnh thiển tôi đây cũng có chút bội phục anh. Nếu như anh đã quyết định rồi, vậy anh chuẩn bị một chút đi. Mấy ngày nữa sẽ cùng chúng tôi tiến vào trong chiến trường kỷ nguyên. Tên của nam thanh niên này là Mạnh Thiển, chính là thiếu tướng quân trong miệng mấy người thủ vệ. Cổ Linh Vương và tướng quân Phong thấy Đường Tuấn đã quyết định, cũng không khuyên nhủ thêm nữa bọn họ cảnh giác mà nhìn về phía Mạnh Tinh Hà, ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo. Mạnh Tinh Hà cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ra tay với cậu ta chỉ làm hạ thấp đi thân phận của tôi mà thôi. Một hồi hội nghị cứ như vậy mà kết thúc. Bác sĩ Đường, nếu như cậu quyết định tiến vào chiến trường kỳ nguyên, vậy có một số chuyện tôi nhất định phải giải thích rõ với cậu một chút. Vẻ mặt của cổ linh vương nghiêm túc, nói ở bên trong chiến trường kỳ nguyên, Thế lực mạnh nhất không phải là kỳ nguyên người tu hành như chúng ta, cũng không phải là cổ ma tộc, mà là một thế lực được gọi là cung hốn nguyên. Cung hốn nguyên, lông mày của đường Tuấn Nhân Lại. Anh chưa bao giờ nghe thấy cái tên này. Nếu như trong Trung ương Ngân Hà có một thế lực mạnh mẽ đến như thế thì anh hẳn là phải có biết đến đôi chút. Cổ Linh Vương nói, không sai, cung hốn nguyên này cũng không phải là kỳ nguyên của chúng ta, cũng không phải là kỳ nguyên của đám cổ ma tộc kia. Tôi chỉ biết là nó tồn tại từ rất xa xưa trước kia rồi, rất có thể đã tồn tại vượt xa 10 kỷ nguyên rồi. Sở dĩ chiến trường kỷ nguyên có nét đặc thù, cùng hỗn nguyên chính là một trong số những nguyên nhân. Trong lòng của đường Tuấn chấn động cực mạnh. Thời gian tồn tại vượt quá 10 kỷ nguyên, tuổi thọ của một tôn giả có dài đến như vậy hay không cũng đã là một điều khó nói rồi. Sở dĩ cổ ma tộc có nhiều người trong tộc bình thường như thế lại kéo dài được đến giờ này, chính là vì có được một loại bí pháp từ cung hỗn nguyên. Nguyên nhân phần lớn khiến cho các thế lực trên chiến trường kỳ nguyên chém giết lẫn nhau, chính là vì đạt được bảo vật và phương pháp tu luyện của cung hỗn nguyên. Có một số thứ có thể khiến ngay cả tôn giả cũng vung tay đánh nhau hòng cướp đoạt. Cổ Linh Vương lại lần nữa ném ra một tin tức lớn khiến cho đường Tuấn chấn động. Vào thời điểm Cổ Linh Vương đã nói dứt lời, nỗi lòng đường Tuấn qua hồi lâu vẫn không có cách nào bình tĩnh lại như cũ dựa theo như lời của cổ linh vương, cung hỗn nguyên rất mạnh mẽ, đã từng có một đứa trẻ đi ra từ trong cung hỗn nguyên, vậy mà lại mang tu vi cảnh giới tôn giả. Một vị tôn giả của cổ ma tộc nói năng lỗ mãng đối với người này, bị đứa trẻ đó đánh hai ba cái dẫn đến trọng thương. chương 3355 không ai nói chuyện. Cổ linh vương lắc đầu, nói cái này rất khó nói. Cách một khoảng thời gian, cung hỗn nguyên sẽ lựa chọn ra một đám người để đưa vào thí luyện nếu như có thể thông qua thí luyện, là có thể trở thành thành viên của cung hỗn nguyên. Cho dù không thể nào thông qua cuộc thí luyện thì cũng có thể đạt được một số bảo vật và phương pháp tu luyện, thực lực tiến lên một bước lớn. Cho nên rất nhiều người đều đang tranh đoạt một vị trí trong danh sách đó. Những câu nói của cổ linh vương khiến cho hứng thú của đường tuấn đối với chiến trường kỷ nguyên càng thêm sâu sắc. Nhìn qua thì nếu có thể gia nhập vào cung hỗn nguyên, nhất định sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Nhìn dáng vẻ cảm thấy hứng thú của Đường Tuấn, Cổ Linh Vương nói: "Tôi nói thật lòng, dựa vào thực lực hiện tại của cậu, nếu như muốn gia nhập vào Cung Hỗn Nguyên thì khó khăn sẽ không nhỏ. Cậu đừng miễn cưỡng bản thân, lần này tiến vào chiến trường Kỳ Nguyên, nhiệm vụ hàng đầu của cậu chính là sống sót." Đường Tuấn gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói: "Sau khi tôi đến chiến trường Kỳ Nguyên, muốn nhờ Cổ Linh Vương giúp tôi để mắt đến trái đất một chút." Cổ Linh Vương vui vẻ mà đồng ý ở trong một tòa cung điện khác của đội quân Diệt Ma. Mạnh Tinh Hà đứng đó, Mạnh Thiền cung kính mà đứng ở phía sau lưng ông ta. Mạnh Tinh Hà trầm giọng nói, thí luyện của cung hỗn nguyên có thể là sắp bắt đầu đến nơi rồi. Con cũng nên chuẩn bị một chút đi, nếu như có thể thông qua được thí luyện, con cũng có thể có được thân phận thành viên của cung hỗn nguyên, sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Mạnh Thiền gật gật đầu, nói con sẽ nhanh chóng chuẩn bị, vấn đề này không lớn. Cha nuôi, vậy còn tên đường Tuấn kia? Mạnh tinh hà hừ lạnh một tiếng, nói chỉ là một tên nhóc con không biết tự lượng sức mình mà thôi, không đáng để tiêu phí quá nhiều tâm tư. Chờ khi cậu ta có thể sống sót trở về từ chiến trường kỳ nguyên rồi nói sau. Từng tiếng chuông rồn dập vang lên, từng bóng người đạp lên không chung mà đi đến sân huấn luyện. Mạnh tinh hà đứng ở phía trước đội ngũ, ánh mắt lạnh như băng mà đánh giá nhóm binh sĩ Diệt Ma đang đứng trước mặt mình. Nói, đi vào trong chiến trường kỳ nguyên thì phải chuẩn bị sẵn cho cái chết ở nơi đó. Khôn sống mống chết, đã chết chỉ có thể chứng minh mấy người không đủ cường đại, không thể trách móc người khác. Hiện tại trước khi tôi mở ra lối vào chiến trường kỳ nguyên này, ai có muốn rời khỏi, hiện tại có thể rời khỏi. Không ai nói chuyện. Được, nếu mấy người có thể sống sót từ trong chiến trường kỳ nguyên, tôi sẽ chúc mừng cho các người. Mạnh Tinh Hà cất cao giọng nói bàn tay của ông ta hướng lên bầu trời, một cỗ khí thế nguy nga như núi cao toát ra từ thân thể của ông ta. Tiếp theo đó, một cột ánh sáng khổng lồ không biết xuất hiện từ phương xa xôi nào, trong giây lát đã nổ mạnh ở bên cạnh. Đường Tuấn chỉ cảm thấy bản thân đang đắm chìm ở trong một bầu không khí ấm áp êm ả, giống như đang được nằm giữa một con thuyền nhỏ đong đưa qua lại nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Trong đầu anh nhớ đến lời mà Cổ Linh Vương từng nói với anh, chỉ có thành viên của Cung Hỗn Nguyên mới có năng lực mở ra lối đi đến chiến trường Kỳ Nguyên. Nói cách khác, nếu như sau này Đường Tuấn muốn rời khỏi chiến trường Kỳ Nguyên mà nói, cũng bắt buộc phải thông qua một thành viên của Cung Hỗn Nguyên mở lối đi. Xem ra thân phận thành viên của Cung Hỗn Nguyên có không ít chỗ tốt. Đường Tuấn lại càng thêm hứng thú hơn nữa đối với Cung Hỗn Nguyên thần bí, nhưng từ trong lời nói của Cổ Linh Vương anh cũng biết khó khăn trong việc trở thành một thành viên của cung hỗn nguyên là rất lớn. Cho nên lần này mục đích khi tiến vào chiến trường kỳ nguyên của anh, đầu tiên đó là quen thuộc với chiến trường kỳ nguyên, tiếp đó nếu như có cơ hội, tranh thủ trở thành thành viên của cung hỗn nguyên. Vào thời điểm loại cảm giác ấm áp nhẹ nhàng bao quanh bản thân biến mất, trước mắt đường Tuấn sáng ngời. Trường 3356 một con súc sinh cũng dám bất kính với tao. Anh và những người khác đang đứng trên một tế đàn ở trên cao, mặt ngoài của tế đàn được khắc rất nhiều những phù văn phức tạp, từng chấm ánh sáng nhỏ đang dần dần biến mất ở trên không trung. Trên tế đàn nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy được trời đất vô tận. Rầm dầm. Một trận tiếng vang thật lớn truyền đến từ trên đỉnh đầu, một có chim lạ với thân mình dài đến cả trăm mét đang phóng tới, há mồm đã phun ra một cột lửa nóng hừng hực. Xúc sinh, muốn chết. Mạnh tinh hà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quát lớn một tiếng, sau đó cả người vọt về phía con quái điểu kia đường tuấn tập trung tinh thần nhìn chằm mạnh tinh hà ra tay anh muốn xem tranh lệch giữa mình và đối phương lớn bao nhiêu chỉ thấy một tay mạnh tinh hà bổ xuống bàn tay cắt phá hư không lấy trưởng làm đao đánh ra một luồng đao mang đao mang trong nháy mắt xẹt qua chân trời lướt qua trên thân quái điểu một trận mưa máu phun trên bầu trời quái điểu bị đao mang xé thành hai nửa Cơ thể khổng lồ rơi xuống từ không trung. Một con súc sinh cũng dám bất kính với tao. Mạnh Tinh Hà cười giễu một tiếng, chợt bay trở lại tế đàn, thản nhiên nói, "Đường Tuấn, xuất chiêu." Trong lòng Đường Tuấn khẽ chấn động. Quả thực thực lực Mạnh Tinh Hà rất mạnh, quái điểu vừa rồi có lẽ có cảnh giới thần quân hậu kỳ, nhưng lại bị một chiêu của Mạnh Tinh Hà bổ thành hai nửa, ngay cả tiểu thế giới cũng vỡ vụn. Hơn nữa có lẽ vừa rồi Mạnh Tinh Hà chưa sử dụng toàn lực có thể thấy được thực lực mạnh tinh hà đáng sợ cỡ nào. Mạnh tinh hà quát lạnh một tiếng, khiến ánh mắt của những người khác đều rơi vào trên người đường Tuấn. Đường Tuấn im lặng đứng dậy. Từ bây giờ trở đi, tước đoạt thân phận bác sĩ chỉ đạo quân diệt ma của cậu. Cậu cũng không thể sử dụng thân phận quân diệt ma trong chiến trường kỷ nguyên. Nếu như cậu lập được công lớn thì sẽ khôi phục lại tư cách bác sĩ của cậu. Mạnh tinh hà thản nhiên nhìn chằm đường Tuấn, nói cậu có ý kiến gì không? Không chỉ tước đoạt thân phận bác sĩ chỉ đạo của Đường Tuấn, mà còn không được sử dụng danh nghĩa quân diệt ma. Như vậy chẳng phải Đường Tuấn chỉ còn một mình ở trong chiến trường kỳ nguyên sao? Mạnh Thiền ở bên cạnh cười giễu. Không có. Đường Tuấn nói. Lúc này rõ ràng là Mạnh Tinh Hà muốn nghỉ thế hiếp người. Rất tốt. Vậy bây giờ cậu có thể rời đội. Mạnh Tinh Hà thản nhiên nói. Trường 3357 các người hãy lấy đó làm gương. Trong quân diệt ma ở đây, mặc dù có không ít người lộ vẻ không đành lòng, nhưng ở trước mặt Mạnh Tinh Hà mạnh mẽ, không ai dám nói thêm câu nào. Đường Tuấn thở dài, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, bỗng nhiên Mạnh Thiển đứng ra nói, đợi đã. Anh ta đưa tay ra, nói, giao lệnh bài ra. Bây giờ anh không còn là bác sĩ chỉ đạo, anh không thể tiếp tục dùng lệnh bài nữa. Sắc mặt đường Tuấn khẽ thay đổi. Lúc trở thành bác sĩ chỉ đạo, cổ linh vương và tướng quân phong từng cho anh một lệnh bài, chuyến đi khe phong ma, anh có thể bình yên vô sự, lệnh bài cũng có tác dụng nhất định. Giao ra đi, lẽ nào còn muốn tôi ra tay sao? Mạnh thiền thản nhiên nói. Anh ta nắm chặt hai nắm đấm, bạo phát ra âm thanh bùm bùm. Tâm đường Tuấn vừa động, lệnh bài xuất hiện pháp lực mạnh thiền vừa chuyển, nắm chặt lệnh bài trong tay. Được rồi. Bây giờ anh có thể đi rồi. Mạnh thiền xua tay. Đường Tuấn nhìn mạnh thiền và mạnh tinh hà, cuối cùng chỉ có thể rời khỏi tế đàn, bay về phía xa. Mạnh thiền tung lệnh bài trong tay, nói con tưởng sẽ mạnh được chút, xem ra cũng chỉ là tên nhút nhát. Mạnh tinh hà nói, mạnh thiền, lệnh bài này không tồi. Vừa hay cho con phòng thân trên mặt mạnh thiền lộ ra ý cười, nói cảm ơn nghĩa phụ. Đi thôi, tôi sẽ dẫn các người đến căn cứ. Vẻ mặt mạnh tinh hà không thay đổi, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Mạnh thiền chỉ vào đường Tuấn đã đi xa, nói trong chiến trường kỷ nguyên, căn cứ là một trong những nơi an toàn nhất. Một mình anh ta ở trong vùng hoang dã, sống không nổi mấy ngày đâu. Các người hãy lấy đó làm gương. Đường Tuấn bay ra xa, anh cũng không cảm thấy bất ngờ thậm chí đã đoán được có thể cha con mạnh tinh hà sẽ ra tay với anh trên chiến trường kỷ nguyên mạnh tinh hà mạnh thiền ánh mắt đường tuấn hơi lạnh lần này a bảo cũng không đi theo vào chiến trường kỷ nguyên anh đã bảo a bảo về trái đất trước đến lúc này đường tuấn mới có thời gian quan sát hoàn cảnh xung quanh phiến không gian này rất lớn hạn chế không lớn đối với người tu hành thậm chí còn yếu hơn so với nơi huấn luyện quân diệt ma. Nhưng tinh thần đường Tuấn lại khẩn trương đến cực điểm, từ sau khi tiến vào chiến trường kỷ nguyên, cảm giác nguy hiểm giống như con nhòi không xương, không một giây phút nào suy yếu. Đại địa minh mông màu đỏ sậm giống như bị máu tươi nhuộm đỏ. Trên bầu trời treo một ngôi sao mặt trời nhưng nhiệt độ và độ sáng không mạnh, toàn bộ môi trường cho cảm giác lạnh lùng và chết chóc. Anh đã hạ xuống từ trên không, trực giác nói cho anh biết nguy hiểm trên không trung sẽ nhiều hơn trên đất liền nhiều. Đi trên mặt đất màu đỏ sậm, thần niệm đường tuấn tràn ngập như thủy triều. Rất nhanh, anh lập tức cảm giác được một trận chiến. Đội trưởng, báo tật phong này khó giết quá, hay là chúng ta giúp trước đi? Trường 3.358 triệu chết đi. Một thiếu nữ áo lam cầm một thanh cự kiếm đánh lùi bóng dáng màu trắng bạc. Bóng dáng trắng bạc lùi về phía sau một lúc, hiện ra nguyên hình lại là một con báo. Chỉ là không giống với con báo bình thường, khí thức của con báo này rất mạnh mẽ, rõ ràng đã đạt tới cảnh giới thần quân trung kỳ. Lông của nó có màu trắng bạc, cơ bắp của chân rất phát triển. Bốn phía thiếu nữ áo lam còn có 5-6 người. Thiếu nữ áo lam vừa nói xong, những người khác lập tức nhìn về phía thanh niên lúc này đang chiến đấu với con báo tật phong. Tay của thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng cầm một cây trường thương màu đen, đánh nhau không phân biệt cao thấp với Báo Tật Phong. Ngoại trừ thanh niên này có cảnh giới Thần Quân trung kỳ ra, thì những người khác đều là cảnh giới Thần Quân sơ kỳ. Hi hi. Một tiểu đội săn giết mà ngay cả cảnh giới Thần Quân hậu kỳ cũng không có, còn dám tới giết tao. Chịu chết đi. Báo Tật Phong mở miệng thản nhiên nói tiếng người. Bỗng nhiên tốc độ của nó nhanh hơn mấy phần một chảo vỗ vào ngực thanh niên. Móng vuốt sắc bén trực tiếp xé rách ra thịt thanh niên, máu tươi phun ra ngoài. Sắc mặt thanh niên đột nhiên trắng bệch, cấp tốc lùi lại. Những người khác lập tức vây anh ta ở giữa. Toi rồi. Sợ là hôm nay tiểu đội săn giết chiến thần chúng ta sẽ phải bại rồi. Trong đầu thanh niên bỗng hiện lên ý niệm này. Các người đi mau đi, để tôi chặn nó lại. Thanh niên hét lớn. Những người khác đều lần lượt lắc đầu, kiên quyết nhìn báo Tật Phong, không một ai lùi lại. Chết đi. Báo Tật Phong gào thét một tiếng, tập kích xiết về phía mấy người đó. Trong ánh mắt thiếu nữ áo lam đỏ bừng, trong lòng tràn đầy không cam lòng, lẽ nào chúng ta thật sự phải chết ở nơi này sao? Khí tức tanh hôi của báo Tật Phong đã đánh đến, cô ta đã không còn bất kỳ ảo tưởng gì nữa. Chính ngay lúc này, một bóng dáng xuất hiện trước mặt bọn họ. Tay người đó vung lên, báo tật phong lập tức bị đánh bay ra ngoài. Thân thể báo tật phong bị đánh lùi trăm mét, ánh mắt giữ tận nhìn người đến, nói, là ai? Đường Tuấn nhìn báo tật phong trước mắt, khẽ trao mày. Ngoại giới cũng có vật chủng như báo tật phong nhưng tu vi lại không mạnh như vậy, dường như hoàn cảnh của chiến trường kỳ nguyên thích hợp để tu hành hơn. Muốn chết, nhìn thấy đường Tuấn thất thần, báo tật phong quát một tiếng. Vô số phong đao hàng lâm rậm rạp bắn về phía Đường Tuấn và mấy người thiếu nữ áo lam từ trong không trung. Cẩn thận. Chương 3359 xem như tôi bị bọn họ vứt bỏ đi. Sắc mặt Đường Tuấn trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nói còn muốn tôi ra tay sao? Báo Tật Phong trầm ngâm một lát, thong thả lùi về phía sau, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong tầm mắt mọi người. Mấy người thiếu nữ áo lam đều thở phào nhẹ nhõm. Cảm kích nhìn về phía Đường Tuấn. Sau một lúc giới thiệu, Đường Tuấn biết thiếu nữ đó tên là Khương Nghi, tiểu đội của cô ta là tiểu đội chiến thần. Đội trưởng là thanh niên có cảnh giới thần quân trung kỳ, tên là Lãnh Thiên Sơn. Mấy người khác cũng đều là thành viên của tiểu đội chiến thần. Đường Tuấn biết được trong chiến trường kỳ nguyên, căn cứ được chia làm khu vực an toàn và khu vực nguy hiểm. Giã ngoại hung thú rất nhiều, đều là cấp bậc cảnh giới thần quân. Mà tiểu đội chiến thần của đám người Lãnh Thiên Sơn chính là đội ngũ chuyên săn giết hung thú dã ngoại. Chuyến đi này của Lãnh Thiên Sơn vốn muốn săn giết báo tật phong, với thực lực của đội ngũ bọn họ săn giết báo tật phong có cảnh giới thần quân trung kỳ không khó khăn. Nhưng không ngờ con báo tật phong này dường như đã biến dị, thực lực còn mạnh hơn so với báo tật phong bình thường, điều này khiến cho bọn họ lâm vào hiểm cảnh. Nhưng may mắn Đường Tuấn đã ra tay kịp thời anh vừa mới đến chiến trường kỷ nguyên sao sao lại đi một mình vậy người dẫn anh đến đây đâu rồi sao lại không đưa anh đến căn cứ sau khi biết tình cảnh của đường tuấn khương nghi liên tục hỏi đường tuấn cười khổ một tiếng nói xem như tôi bị bọn họ vứt bỏ đi đám người khương nghi càng tò mò thực lực của đường tuấn tuyệt đối không kém có kẻ ngốc nào lại vứt bỏ người như vậy vậy lúc khương nghi hỏi đến vấn đề này Đường Tuấn kiên quyết không đề cập đến quân diệt ma. Lãnh Thiên Sơn nhìn về phía mặt đất minh mông, ánh mắt khẽ run lên, nói chúng ta về căn cứ trước đi. Tôi cảm thấy vùng giã ngoại gần đây ngày càng nguy hiểm. Thông qua đám người Lãnh Thiên Sơn giới thiệu, Đường Tuấn biết trong chiến trường kỷ nguyên có tổng cộng 80 căn cứ, phân biệt bằng 8 chữ thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, phía sau kèm theo số. Giống như căn cứ Lãnh Thiên Sơn bọn họ trở về được gọi là căn cứ hồng lục cấp bậc căn cứ cũng khác nhau, từ căn cứ thiên cao nhất, đến kém nhất là hoang. Mỗi một căn cứ đều có một cao thủ cấp bậc tiểu tôn giả tỏa chấn. Tọa chấn căn cứ Hồng Lục là một tiểu tôn giả tên là Lâm Giang Tiên. Tiểu tôn giả chính là những tu sĩ cảnh giới thần quân được công nhận có hy vọng đạt đến tôn giả, đều là cao thủ xếp hạng top 100 trên bia kỷ nguyên. Khương Nghi giải thích, chương 3360 đương nhiên có thể. Bia Kỷ Nguyên dùng để ghi chép danh của những thần quân mạnh mẽ trong chiến trường Kỷ Nguyên, chỉ ghi chép lại 200 người. Nghe nói Bia Kỷ Nguyên là do đại năng của Cung Hỗn Nguyên xây dựng. Lãnh Thiên Sơn nói, Tiền Bối Lâm Giang Tiên xếp thứ 18 trên Bia Kỷ Nguyên, vốn với thực lực của ông ta có thể chiếm cấp bậc cao hơn, nhưng không biết tại sao ông ta vẫn luôn canh giữ ở căn cứ Hồng Lục. Nhưng chính vì có Tiền Bối Lâm Giang Tiên thủ hộ, nên căn cứ Hồng Lục an toàn hơn so với các căn cứ xung quanh khác. Lúc nhắc đến cái tên Lâm Giang Tiên, biểu cảm trên mặt Khương Nghi xuất hiện một tia khác thường. Lúc nhìn thấy căn cứ hồng lục, đường Tuấn ngây ra tại chỗ. Anh đã thấy qua không ít thành lớn, nhưng lớn như căn cứ hồng lục là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Thần niệm anh tản mát ra ngoài, cảm ứng được diện tích của tòa thành lớn này. Một căn cứ vậy mà lại lớn như lục địa áo u trên trái đất. Mà toàn bộ chiến trường kỳ nguyên tổng cộng có 80 căn cứ, còn có giã ngoại rộng lớn hơn, vậy phải lớn cỡ nào chứ? Đây chỉ là căn cứ cấp hồng, căn cứ cấp càng cao thì diện tích sẽ càng lớn hơn. Khương Nhi nói, một chiếc lồng hình bán cầu bao phủ căn cứ, mặt ngoài lồng có hào quang không ngừng lưu truyền. Qua Khương Nhi giới thiệu, chiếc lồng hình bán cầu này chính là trận pháp thủ hộ căn cứ, căn cứ tiểu tôn giả tỏa chấn dựa vào đại trận thủ hộ, thậm chí có thể đánh không bại với cao thủ cấp tôn giả. Ở lối vào căn cứ, đám người lãnh thiên sơn khương nghi xuất ra một lệnh bài mấy binh sĩ thủ hộ trận pháp thấy vậy lập tức mở một góc của trận pháp ra lệnh bài của anh đâu binh lính nhìn về phía đường tuấn đường tuấn lắc đầu anh vừa mới đến chiến trường kỷ nguyên nên đương nhiên không có lệnh bài binh lính lập tức dùng ánh mắt cảnh giác nhìn đường tuấn pháp lực thầm thúc giục chuẩn bị ra tay bắt người bất cứ lúc nào mấy người lãnh thiên sơn thấy thế cũng hơi bất đắc dĩ trình độ của bọn họ không đủ nên không có cách nào dẫn đường tuấn vào khương nghi thở dài lại lấy một lệnh bài ra đưa đến trước mặt mấy binh lính mấy binh lính lập tức lộ ra vẻ cung kính nói tiểu thư khương nghi chỉ vào đường tuấn nói anh ấy là bạn của tôi có thể đi vào không mấy binh lính vội vàng tránh đường nói đương nhiên có thể audio điện tử võ tấn bền